Xin kính chào quý vị khán giả của kênh Top Sao Hoa, kênh tin tức giải trí hàng đầu về sao hoa ngữ. Và ngay sau đây, hãy cùng Top Sao Hoa tổng hợp những tin tức thú vị trong ngày. Đối với các sao nữ, vóc dáng luôn là vấn đề vô cùng quan trọng. Chẳng thế mà sở hữu được một thân hình thon gọn cân đối, các tiểu hoa liền không ngần ngại đăng ảnh khoe trên mạng xã hội. Trước đó có Kim Thần và giờ gần nhất là Triệu Lộ Tư. Tuy nàng tiểu hoa sinh năm 98 cũng khoe được vòng eo nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng vẫn nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Triệu Lộ Tư không phải bị chê về vóc dáng hay nhan sắc, bởi dù để mặt mộc nhưng mỹ nhân Trần Thiên Thiên trong lời đồn vẫn có được trạng thái tốt nhất với làn da trắng sáng, gương mặt xinh đẹp không chút khuyết điểm. Thân hình Triệu Lộ Tư lại càng là cực phẩm khi diện đồ tập thể thao, không chỉ có được eo nhỏ chân thon mà cả người của nữ diễn viên đều vô cùng cân đối, khó có thể chê. Điều khiến Triệu Lộ Tư nhận về nhiều bình luận không hay trong loạt ảnh này đó là bối cảnh chụp ảnh của cô nàng. Thay vì chụp ảnh ở phòng tập như Kim Thần sẽ đỡ bị bới móc thì đằng này Triệu Lộ Tư dường như chụp ảnh trong phòng mình ở và bao cái bề bộn trong căn phòng đều được lộ ra hết. Dễ dàng nhận thấy phía sau Triệu Lộ Tư là những chiếc tủ quần áo, ghế sofa, giường ngủ. Tủ quần áo thì quá nhiều đồ nên bừa bộn một chút thôi thì tạm bỏ qua, nhưng trên ghế sofa, giường ngủ đều có quần áo vứt rải rác thì thật sự cô nàng này có cuộc sống quá bừa bộn. Ngoài ra thì trên bàn và sàn cũng khá bừa bộn, có vẻ như Triệu Lộ Tư vừa bày đồ vừa chụp ảnh thì phải. Cũng vì để lộ khoảnh khắc bừa bộn này mà netizen đã không ngừng nhắc nhở Triệu Lộ Tư, cho rằng đã biết chụp ảnh đăng mạng xã hội thì nên dọn dẹp qua căn phòng một chút, chụp ảnh mà phía sau cả đống đồ bừa bộn thế kia thật sự không đẹp mắt. Thậm chí có người cho rằng bình thường chắc nữ diễn viên có nếp sống khá cầu thả, có thể chịu được cảnh để đồ đạc bày bừa như vậy. Qua loạt ảnh này thì netizen cũng có thể nghĩ theo hướng khác, đó là do cô nàng quá bận rộn nên không kịp dọn dẹp đồ đạc mà thôi. Tuy nhiên để tránh việc bị mọi người chê trách thì hy vọng lần sau Triệu Lộ Tư có thể chú ý hơn cho việc chọn phong cảnh chụp hình nhé, không lại bị nói này nói kia. Dự án chuyển thể Rất nhớ anh của tiểu thuyết gia Mạc Bảo Phi Bảo dù đã qua một thời gian khá dài nhưng vẫn chưa chốt được diễn viên chính. Mới đây trên khắp các trang mạng xã hội xuất hiện tin đồn đoàn làm phim đang liên hệ với Tiêu Chiến, còn nữ chính khả năng sẽ thuộc về Trình Tiêu. Mặc dù không rõ độ chính xác của nguồn tin là bao nhiêu, nhưng netizen thì đã lên tiếng phản đối kịch liệt, thậm chí có người còn cho rằng với dàn cast như vậy thì phim không flop quả thực rất phí. Lý do lớn nhất đến từ diễn xuất còn hạn chế của Tiêu Chiến và đặc biệt là Trình Tiêu. Công chúa Nhạc Hoa xuất phát điểm là idol, sau đó lấn sân sang phim ảnh, nhưng sau bộ Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp, mỹ nhân 9X đang cho thấy kỹ năng yếu kém đến thảm hại của mình. Còn Tiêu Chiến dù đã có cải thiện ít nhiều về diễn xuất, nhưng vẫn còn khá trồi sụt và chưa có độ chắc chắn. Nếu như anh cùng Trình Tiêu kết thành một đôi sẽ trở thành tổ hợp trông rất khó coi, đến nỗi nghĩ cũng không muốn nghĩ. Tuy nhiên thì đây mới chỉ là lời đồn cũng chưa rõ dưa nào bở, dưa nào chín, nên điều chúng ta cần làm là chờ đợi thông tin chính thức từ phía nhà sản xuất và đoàn làm phim. Con trai Triệu Lệ Dĩnh đi đóng phim. Con trai Triệu Lệ Dĩnh thỉnh thoảng sẽ sống cùng với cô ấy trong đoàn làm phim. Con trai rất hiểu chuyện, ở trên phim trường sẽ chủ động chào mọi người. Ngày trước có đạo diễn nói đùa với Triệu Lệ Dĩnh, liệu cô ấy có muốn con trai bắt đầu hoạt động trong showbiz từ vai trò là diễn viên nhí hay không? Trước tiên có thể đảm nhận vai khách mời trong phim của cô ấy. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh thấy con còn nhỏ và không muốn để cậu bé tiếp xúc với làng giải trí quá sớm nên cứ để xem con có hứng thú thành ngôi sao không đã. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.